cả các cô chú anh chị mình cùng tham quan chung với em nha. Đây đây là quốc tổ Hùng Vương và quốc mẫu Âu Cơ. Tất cả cô chú anh chị mình thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái khuôn viên, cái bên trong của khu du lịch Đại Nam. Đây đây là quốc tổ Hùng Vương và quốc mẫu Âu Cơ, Lạc Long Quân và Âu Cơ ha. Lạc Long Quân và Âu Cơ thì ở dưới là có 100 người con ha. Và ở đây là cái nơi có đứng trên một cái trống đồng, và ở đây là có Long Lân Quy Phụng rất là đẹp. Tất cả cô chú anh chị mình thấy không, cái khu này có Long Lân Quy Phụng. Đây đây là con rồng long, bên này là con kỳ lân. Đây đây là kỳ lân, đây tất cả cô chú anh chị mình. Còn Quy Phụng là nằm bên này, được gọi là Long Lân Quy Phụng. Đây là con lân, và con này là con quy, quy là con rùa ha, và con này là con phụng.